dây dàng hàng hóa, công cụ không thể thiếu cho hàng hóa công nghiệp. Hiện nay với những doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang nước ngoài, điều kiện ràng buộc về chất lượng hàng hay quy trình bao bì, đóng gói càng phải được chú trọng hơn bao giờ hết. Để đáp ứng được những điều kiện đó, dây chằng hàng hóa là một công cụ không thể thiếu. Tiêu chuẩn về ràng buộc hàng hóa khi xuất khẩu sang nước ngoài. Hàng hóa xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Mỹ hay EU phải đảm bảo về chất lượng cũng như tuân thủ những quy định về nhãn mác và quy trình bao gói, ràng buộc hàng hóa. Các kiện hàng phải được cố định bằng các dây chằng chất lượng cao, chắc chắn, hiệu quả cao trong việc bảo vệ hàng hóa tránh khỏi những va đập trong quá trình vận chuyển. Khi hàng hóa được xếp vào container, các kiện hàng cũng cần được cố định trong siêu tê bằng dây đai hàng để đảm bảo an toàn tối ưu nhất cho hàng hóa. Sancofex là một trong những địa chỉ cung cấp dây chằng uy tín và danh tiếng được nhiều khách hàng tin tưởng. Sancofex luôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng với dây chằng hàng có khả năng chịu lực tốt và dẻo dai, giúp buộc nhanh và dễ dàng, có sức mạnh định hướng cao, an toàn hơn khi sử dụng. Dây đai chằng hàng của Sancofex không có cạnh sắc để tránh hư hỏng hàng hóa, không bị rỉ, mục và bền bỉ với mọi điều kiện thời tiết. Giá cả dây chằng hàng đảm bảo phù hợp với thị trường và luôn đi đôi với chất lượng. Một vài ưu điểm dây chằng hàng của Sancofex: mạnh và bền hơn dây đai thép, không bị rỉ, chịu được axit H2SO 498%, chịu đựng được tất cả điều kiện thời tiết và tia UV, độ siết chặt và chịu lực cao, chịu được lực sốc khi vận chuyển hàng hóa, tái sử dụng được, dễ dàng chấp nối khi thiếu dây mà vẫn đảm bảo độ siết chặt hàng hóa, nhanh và gọn khi thao tác. Nếu bạn đang kiếm một giải pháp ràng buộc hàng hóa hiệu quả cao, giá rẻ, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro khi vận chuyển hàng hóa thì hãy liên hệ ngay với Sancofex qua thông tin bên dưới mô tả.